Rồi ok, bây giờ mình làm đến cái nệm. Cái nệm thì các bạn sẽ vẽ bằng cái bóc này. Các em phải thêm lưới chỗ này các bạn. Đây các em phải thêm lưới nha. Đó, thêm lưới là mình sẽ chọn cái thuộc tính. Phần subdivision wide giữ trục giữa kéo. Nhiều lưới nha. Subdivision deep giữ trục giữa kéo. Được chưa? Đó, subdivision hay giữ trục giữa kéo. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ ẩn cái layer đi và bo góc ở phía ngoài. Các bạn chọn cạnh cho thầy double click vô. Giữ shift double click, shift double click. Bo góc cho nó các bạn, bevel. Chỗ này mình sẽ cho 3 ô lưới, như vậy là nó sẽ bo góc. Chỗ này mình cho nó nhỏ ha. 0.2. Hơi nhỏ rồi. 0.3. Rồi ok các bạn ha. Tiếp tục các bạn, nếu mà nó phẳng như thế này thì nó giống gỗ hơn là giống nệm. Các bạn muốn giống nệm thì nó phải có chỗ cao, chỗ thấp cho nó tự nhiên. Mà để tự nhiên được thì các em phải chọn cho thầy điểm ha. Điểm hoặc là mặt. Đó, ví dụ thầy chọn chỗ này cao lên xíu. Nhưng mà nếu mà mình kéo thẳng vậy đó, là nó sẽ rất là mất tự nhiên. Hiểu không? Thay vào đó các bạn nhấn cho thầy chữ P. Đó, chữ P này nó nằm ở đâu? Modeling Toolkit. Chọn Shop Selection. Check lên. Được không? Rồi. Mình bấm chữ P với chuột trái là nó sẽ phóng to thu nhỏ cái vùng Shop Selection. Thay vào đó các em có thể gõ ở đây. Hiểu không? Nhưng mà thường là các bạn sẽ sử dụng phím tắt. Tại vì các bạn gõ, các bạn sẽ không biết đó là số mấy là vừa. Đó. Cho nên chuột luôn luôn lợi hại. Giữ shift chọn vô nè các em. Giữ shift chọn vô. Đó, các em nắm kéo vừa vừa thôi nha. Đó. Kéo nhẹ nhẹ vậy cho nó tự nhiên. Được bạn. Thấp, cao, cao, thấp. Cái mặt ở phía bên dưới nó cũng vậy luôn, đúng không các em? Đúng không? Hiện tại nó có cao thấp giống không? Bên dưới này có không? Dĩ nhiên là không. Nha, các em phải chọn cho thầy lật cái mặt này ngược xuống. Bằng cách chọn vào cái lệnh Mirror. Mirror là đối xứng. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ chọn Exit. Cái trục đối xứng. Trục X mình không thấy, mình chọn trục Y. Nó nè. Thấy không? Vậy mình sẽ kéo nó cho nó dính lại với nhau. Kéo lên đây nó mất luôn các bạn. Kéo. Kéo vậy nó hở, kéo vừa vừa. Đó, đây là một cái lệnh mà được sử dụng rất là phổ biến. Ví dụ các em model một cái nhân vật thì các em chỉ cần model một nửa phía bên trái thôi. Lật ngược lại. Nó chính là mirror. Sau khi các em mirror xong thì các em sẽ nhìn vào cái bảng thuộc tính gender box. Các em sẽ thấy rất là nhiều cái hiệu ứng. À, bây giờ mình sẽ nói là chuyển cái đối tượng này thành một cái hình vẽ, không phải là hiệu ứng nữa. Bởi vì nếu để hiệu ứng nhiều thì máy nó sẽ bị treo. Vậy các bạn sẽ chọn Edit Delete by Type History. Kiểu ở đây nó có hai cái lệnh, một là Delete by Type, hay là delete all by time. Delete all có nghĩa là xóa tất cả các cái hiệu ứng của tất cả các đối tượng trong file. Còn delete by time có nghĩa là xóa hiệu ứng của đối tượng đang chọn. Hiểu không? Đó, chọn qua đây được các em. Xong, bên đây các bạn thấy không còn hiệu ứng nữa. Và các bạn không có chỉnh được cái vị trí của nó nữa. Với cái này mình thêm lưới ít thôi nha. Rồi tiếp tục, anh này mình thêm lưới. Nhìn nha các em. Ok. Rồi. Bây giờ thầy sẽ click phải, thầy chọn cạnh. Đó, double click vào cạnh này. Nó bị mờ mờ thì mình bấm chữ B. Kịp không? Double click vô. Giữ shift, double click, giữ shift, double click, giữ shift, double click, giữ. Nó khó chọn thì mình tắt bảng layer đi thôi. Không có cách nào chọn nhanh hơn đâu nha các em. Rồi, lúc này mình sẽ làm gì các em? Mình bevel.
Mình chỉnh anh này nhỏ lại 0.3, sinh ra hai ô lưới. Ok. Rồi tiếp tục các bạn. Tiếp tục. Chọn cho thầy cái phần vertex. Chọn cho thầy cái phần mặt. Chọn vào đây. Giữ shift. Chọn vào đây. Được chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ chọn đối xứng của anh kia luôn được không? Thôi khỏi đi để hồi lật. Bấm phím B nè các bạn. Dùng công cụ B kéo cho nó lớn lên xíu. Dịch chuyển. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn điểm. Bấm phím B. Rồi bắt đầu nhìn thầy chọn nè. Chọn này, giữ shift chọn này. Giữ shift chọn này. Có cần lít đúng cái điểm đó không? Không các bạn, chỉ cần các bạn lít gần là nó hiểu rồi. Này nó khôn. Rồi. Lúc này các bạn sẽ bevel. Bevel ngoài cái việc thêm lưới cho cạnh thì nó còn thêm lưới cho điểm. Điểm này mình có thể cho nó nhỏ hoặc nó lớn. Ví dụ đây thầy cho nó là 0.2, 0.2. Nó nhỏ hơn xíu rồi đó các bạn. Quay về công cụ chọn mặt. Chọn nè. Giữ shift chọn, giữ shift chọn. Chọn, 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 chọn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ kéo nó ra một xíu nha. Sau đó các bạn sẽ ít chút. Các bạn đẩy nó vô. Đó. Những cái lỗ này nó sẽ giúp cho cái nệm các em nó thoáng hơn. Này là thông hơi thoáng khí đó các em. Hay nha. Ngồi vậy nó mới mát các bạn. Được chưa? Chứ không phải tự nhiên người ta làm cho nó có những cái khoảng trống, là không phải làm cho vui đâu, người ta nghiên cứu kỹ lắm. Rồi ok xong ha. Bây giờ các bạn sẽ làm gì nữa? Các bạn bấm số 3 để coi. Được chưa? Đó. Như thế là đã xong ha. Rồi. Các bạn muốn chỉnh thêm thì các bạn chọn mặt nè. Đó. Chọn mặt rồi mình muốn chỉnh thêm gì đó mình chỉnh được không? Chữ B nè, chỉnh thêm nè. Kịp không? Đó. Rồi giờ làm gì nữa các bạn? Mặt trước về, mặt sau làm sao? Đâu để vậy được. Phải không? Phải lật ngược là gì? Mirror. À, mình không biết nó đúng hay không đâu. Mình phải chọn. Đó, chuột Y cũng sai luôn, chuột Z. Đó. Nắm kéo nè các bạn. Đó. Các bạn thấy ma mị ghê không? Rồi sau khi mình thực hiện xong, ở đây là một loạt các cái hiệu ứng. Các em sẽ chọn cho thầy là Edit, Delete by Time, History. Được chưa? Đó, nó hết hiệu ứng rồi đó các bạn. Hiện cái bảng layer lên. Rồi sắp xếp vô. Được chưa các bạn? Đó. Cái này mình làm nó bị một cái khoảng này. Thì mình phóng lớn nó ra thôi, được không? Phóng lớn ra nè các bạn. Phóng lớn lên nè các bạn. Ok ha. Được không? Ghế này mình sẽ cho nó lớn lên xíu. Thì nó lớn các bạn xếp nó mới... Rồi ok, ổn chưa các em?